Mình sao vậy hả? Hả? Mình thấy đau chỗ nào? Tôi cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Tay chân bủn rủn, không còn đứng lên nổi nữa. Hả? Chắc tại mình bị giam giữ lâu ngày, ăn uống thiếu thốn nữa, cho nên là mới bị như vậy đó. Đi. Trước khi thả tôi ra, tên quan quyền đã ép tôi uống một chén thuốc. Có thể thuốc đã ngấm dựng trong cơ thể của tôi rồi. Hắn thật là độc ác, hắn đuối lý, cho nên là đã ra tay hạ độc mình. Mình à, mình ráng đứng dậy đi, em sẽ dìu mình đi mà. Mình phải mau ra khỏi khu rừng này, rồi em sẽ tìm thầy chữa trị cho mình. Ha 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 ha.